Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình kỳ này, anh Thơ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ, làm quen, trò chuyện với một anh chàng đang chinh phục công chúng qua những bước nhảy rất là điêu luyện. Từng đoạt giải ba của cuộc thi Show You Think You Can Dance, thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên. Hiện tại thì anh chàng này đang sở hữu một studio dạy nhảy, làm giám khảo của cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ Nhí, cũng như là tham gia vào rất là nhiều những MV âm nhạc đang được các bạn trẻ rất là quan tâm hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Quang Đăng. Chào bạn. Quang Đăng xin chào quý vị khán giả xem đài truyền hình Vĩnh Long. Xin chào chị Anh Thơ. Bạn Quang Đăng thì anh Thơ có tìm hiểu sơ sơ qua về lý lịch trích ngang của mình thì biết là quê gốc của mình là ở Bến Tre đúng không? Đúng rồi, Quang Đăng thì sinh ra ở Bến Tre thì lên Sài Gòn cũng từ nhỏ rồi. Nhưng mà thật ra vẫn giữ nguyên cái người trai miền Tây. Đầu tiên thì có lẽ là thôi thì mới đến với chương trình, như anh Thơ vừa mới chia sẻ đó, mình là người ở miền Tây, là ở Bến Tre. Nhưng mà Đăng có nói là mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng lâu rồi đúng không? Từ nhỏ. Đúng rồi, thì lúc mà nhỏ thì ba mẹ của Quang Đăng đưa Quang Đăng lên Sài Gòn học rồi sống với lại gia đình của bà. Rồi sau đó từ từ thì Quang Đăng cũng đi về quê vẫn thường khá thường xuyên. Mà dạo gần đây thì bắt đầu mình do có công việc cũng nhiều quá nên thằng Đăng cũng ít khi nào mà về dưới quê nhiều hơn. Cho Thơ tò mò chút xíu nha, cái việc mà mình tìm đến với lại bộ môn nghệ thuật múa đó và nhảy á, thì cái đó là do mình đam mê hay là một cái duyên thôi? Về cái gọi là cái, nói chung như là đối với Đăng thì nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề. Giống như là có một cái thời gian tự nhiên, có lúc đó hồi xưa thì mẹ Đăng cho Đăng đi học học đàn. Học đàn piano, rồi chị Đăng đi học vẽ. Nói chung tại mẹ Đăng thích ngoài mấy cái công việc mà đi học chính khóa ra thì hay cho con mình đi học mấy cái môn nghệ thuật thêm cho vui thôi. Rồi sau đó Đăng dính vô đàn cũng mấy năm, cũng gần 10 năm đó. Rồi sau đó Đăng học đàn 10 năm? Thực ra là Đăng học đàn 7 năm rồi sau đó Đăng nghỉ ra Đăng làm nhạc công. Làm nhạc công, thôi Đăng học đàn hồi năm lớp 3. Rồi sau đó tự nhiên có một lúc đó Đăng đi coi phim với chị, coi phim đó là phim nhảy á, rồi xong cái là thấy coi thấy nhảy thấy khoái quá, xong cái bắt đầu tìm tòi rồi xong học theo. Cái đó thì cũng gọi là bắt đầu từ đam mê rồi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thật sự nếu bữa đó không đi coi phim với chị xong cái là chắc giờ chắc không ngồi đây. nhưng mà nếu như mình không có đam mê thì dù có coi chục bộ phim như vậy thì mình cũng không thể nào mà bỏ thời gian để mà tìm kiếm rồi cũng theo đuổi nó được. Cũng đúng, tại vì đúng là cái bộ phim đó là cái bộ phim mà một trong những bộ phim làm cho Đăng thay đổi cái quan điểm về cuộc sống như đam mê cũng như cuộc đời của mình luôn. Gần anh nữa đi em, những ngón tay sao không đan vào nhau, và chiếc môi xinh có đang khát khao. Em rất gần bên ai, rất gần nằm im để đôi trái tim nó nói với nhau. Thật sự ra tuy là ngay từ đầu có một cái thuận lợi, đó là gia đình Quang Đăng thì có vẻ là cũng đầu tư cho con cái về mặt nghệ thuật, giống như là để góp thêm vào tâm hồn của con trẻ được phong phú hơn thôi đúng không? Nhưng mà cái việc mà con mình là con trai nữa mà tìm đến với bộ môn nhảy múa thì gia đình mình suy nghĩ sao? Thật ra thì lúc đầu thì ba mẹ Đăng, cái tư tưởng của mẹ Đăng thì cho học nghệ thuật cho vui thôi, giống như là cho thêm cái gọi là cái suy nghĩ về cái cuộc sống nó tinh tế hơn, nó sắc sảo hơn thôi. Chứ nhưng mà về cái đi luôn và cái nghề nghệ thuật cái là ba mẹ Đăng không thích. Cho nên lúc mà Đăng đi theo nhảy á, mà lúc thời gian đầu thì ba mẹ Đăng cũng nghĩ là chắc Quang Đăng đi theo nhảy cho nó vui, theo phong trào á, cho nó khỏe thôi. Nhưng mà càng về sau thấy Quang Đăng cứ về khuya rồi đi diễn hoài, ít bao giờ có mặt ở nhà. Thì cho nên ba mẹ Đăng thấy không có vui. Mà không vui thì không vui ra mặt vậy thôi, nhưng mà cũng tôn trọng quyết định của Đăng. Nhưng mà nếu mà quyết định sai thì Quang Đăng phải ý thức được và phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của đời mình. Nhưng mà cũng may mắn là mình có duyên với nghề cho nên
mình thấy cũng bây giờ mình cũng đi được lâu với nghề và đang thấy mừng vì điều đó. Nhưng mà cũng may á là cũng có khiếu nữa, đúng không? Tuy là mình tiếp cận với bộ môn này cũng khá là trễ, lúc đó mình cũng trưởng thành rồi đó. Không, thật ra là không có khiếu. Ồ vậy hả? Vậy là phải kể rõ hơn đi. Làm sao mà không có khiếu mà được như ngày hôm nay? Tại nói chung một phần là may mắn nữa. Tại giống như là hồi xưa lúc mà Đăng mới đi nhảy là mấy Đăng cảm thấy mình thích vậy thôi, nhưng mà mình không có, gọi là mình không có năng khiếu, cho nên mình cố gắng nhiều lắm. Lúc mà vô vũ đoàn, mình đang có một thời gian đang làm việc trong vũ đoàn bước nhảy. Thì cái vũ đoàn là một cái môi trường, lúc mà đang nhảy trong trường đại học á, câu lạc bộ trường đại học, thì đang thấy là cái này là nó rất là vui, bởi vì nhảy là một cái gì đó vui nhẹ giống như trong phim rồi này nọ, mình đi tập mỗi ngày, mình đi học về mình tập nhảy rồi. Nhưng mà lúc mà khi làm việc trong vũ đoàn thì đó là một cái môi trường rất là cạnh tranh, và đó là một cái môi trường giống như một cái công ty lúc mà mình làm việc vậy. Đúng rồi. Cũng phải có trên có dưới, cũng phải có sự cạnh tranh này cạnh tranh nọ, rồi phải có sự mà quyết liệt giữa các thành viên, mình phải nhảy đẹp mình mới được vô bài, mình nhảy không đẹp thì mình phải nhảy cho làm sao cho đẹp mình mới được vô bài mình biểu diễn. Cho nên nhiều khi Đăng buồn lắm, tại Đăng bị lao rồi, Đăng nhảy xấu quá. Còn nhiều người nói trời, Đăng chỉ được cái cao rồi này nọ, có ngoại hình chút xíu thôi chứ nhảy không được gì hết trơn. Nhiều khi lúc đó mình cũng rất là buồn. Càng bị nhận xét như vậy thì Đăng nghĩ là mình càng phải cố gắng nhiều hơn. Bởi vì tính Đăng là Đăng không có thích nói nhiều, tại không lẽ mình phải giải thích là vậy. Nhưng mà mình Đăng thấy tốt nhất là mình là dancer, mình là vũ công thì mình nên tập nhiều. Rồi những cái thành quả của mình thì người ta sẽ, nếu mà mình cố gắng thì sẽ có lúc người ta sẽ nhìn nhận nó thôi. Nhưng mà lúc đó mình tập nhiều là nhiều tới mức nào? Cứ Đăng thấy cũng hay, Đăng hay đi về nhà, Đăng hay mở YouTube, Đăng coi mấy cái clip nhảy rồi cũng hay tập rồi. Cho nên tạo thành một cái thói quen, nên lúc nào có nhạc lúc đó nhảy. Nhiều khi ăn cơm rồi đi taxi hay đi dạo phố cũng nhảy cho, nói chung lúc nào cũng nhảy. Rồi. Đó, nhiều khi giống như là bị lậm quá đó, nhìn xong nhiều khi ngủ giật. Giật mà giật mình dậy luôn á. Đăng không bị, không biết có chị Anh Thơ có bị không, nhưng mà Đăng bị nhiều lắm. Thơ thì chỉ sợ là đang ngủ mà nói mớ là nói mình thôi. Nó có bị nói mớ nữa. Có nghĩa là tới bây giờ á thì cuộc sống của mình là vẫn còn gắn bó nhiều với gia đình, đặc biệt là với mẹ, đúng không? Thật ra thì cũng một mẹ Đăng, bây giờ mẹ Đăng cũng còn một mình thôi, cho nên Đăng muốn dành nhiều thời gian cho mẹ Đăng hơn. Vậy thì thường hai mẹ con có tâm sự hay chia sẻ nhiều về cái công việc, về tương lai của một dancer như là Quang Đăng không? Cũng có, tại vì hồi xưa thì ba mẹ Đăng lúc nào cũng lâu lâu cứ không dám nói thẳng, mà cũng có nói là thôi con đừng có làm kiểu như là làm nghề này cứ tối ngày về khuya rồi này nọ, không thích. Nói chung là tỏ ra không thích mà như nói mé mé thôi. Không có dám nói thẳng, mà nói cũng có nói thẳng mà cũng sợ Đăng buồn á. Cho nên nói vậy thôi, rồi Đăng nghe theo thì nghe. Nhưng mà sau cuộc thi Thử Thách Cùng Bước Nhảy á, thì mẹ Đăng thấy Đăng cũng khá thành công. Mình cũng may mắn mà được nhiều lời mời mình biểu diễn, rồi mình có nhiều cơ hội mình làm việc để mình tỏa sáng cho cái nghề của mình. Thì mẹ Đăng vui, rồi mẹ Đăng cũng ủng hộ liền hết mình luôn. Thành thường thành ra thì cứ có cái gì mà về công việc thì Đăng cũng hay tâm sự với mẹ, rồi cũng hỏi ý kiến coi mẹ ơi con nên làm cái này không, nên làm cái kia không. Thì mẹ Đăng cũng rất là, Đăng không hiểu sao với mẹ Đăng thấy, Đăng thấy Đăng rất là thần tượng mẹ Đăng, bởi vì mẹ Đăng rất là năng động và tuy tuổi cũng khá cao rồi, nhưng mà mẹ Đăng có cái tư tưởng rất là trẻ và rất là thoáng, và luôn luôn hỗ trợ con mình hết mình. Thực ra thì bây giờ cũng có rất là nhiều chương trình cũng tạo sân chơi nè, tạo cái điều kiện để cho các bạn dancer được cái cơ hội tiếp cận nhiều hơn với công chúng, cũng như là có được cái cơ hội để làm nhiều công việc khác nhau. Chẳng hạn như là bạn á, thì cũng có thể mở một studio dạy nhảy, rồi trở thành một giám khảo của một cuộc thi nhảy khác. Nhưng mà trước đó khoảng cách đây khoảng 2-3 năm đi, thì lúc đó là anh Thơ nghĩ là gần như là các bạn dancer á, chỉ có công việc chính á, là đi nhảy cho vũ đoàn, rồi minh họa cho các ca sĩ thôi, đúng không? Có khi nào giai đoạn đó bản thân bạn hoặc là gia đình cũng lo lắng nhiều cho cái tương lai của mình? Đúng rồi, có chứ. Hồi xưa chắc trước khi cái chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy về Việt Nam á, thì dancer chỉ là những người yêu nhảy múa, đam mê nhảy múa và muốn dùng nhảy để mình kiếm sống và kiếm tiền để nuôi gia đình thôi. Và Đăng cũng là một trong những số đó. Thì cái công việc, tính chất công việc của một dancer là nói chung nó rất, nhiều khi nó rất, nói ra rất là bạc. Bởi vì Đăng có một trong những anh lớn mà hồi xưa Đăng tập trung, thì anh nói lớn, nói có là một lần tâm sự với Đăng á. Thì anh đó anh nói là mày nghĩ đi Đăng, nghề này bạc lắm. Tại vì lúc mà người ta đi làm thì mình đi tập, còn lúc người ta đi chơi thì mình đi làm. Thành rồi. Ra rốt cuộc thì mình không có gì, tối ngày cứ lủi thủi đi tập xong tối khuya lủi thủi về. Thành ra mẹ Đăng cũng thấy vậy. Nhiều khi về
11, 12 giờ đêm á, rồi có khi về 3, 4 giờ sáng tại vì phải đi tỉnh diễn cho ca sĩ, đi theo ca sĩ rồi xong cứ sáng cũng xách xe lủi thủi về nhà ăn mình, rồi xong tự ngủ. Đăng biết là lúc đó mà ba mẹ Đăng rất là buồn, bởi vì nói câu với Đăng là trời, con giống như con thấy ràng càng ngày ba càng thấy con như giống như là người ở trọ trong gia đình vậy. Nghe câu đó đúng là Đăng cũng cười thôi, nhưng mà thật ra vừa cười mà mình vừa suy nghĩ là đúng là dòng mình giống ở trọ. Thì có nhiều bữa có show nhiều quá thì sáng 9 giờ phải đi tập, rồi tập tới 5-6 giờ chiều, 5-6 giờ chiều xong cái đi về nghỉ ăn cơm được chút xíu, cái tối tập tiếp rồi đi diễn luôn, xong khuya mới về, xong riết ngày nào cũng như ngày nãy hết trơn. Thành ra ba mẹ Đăng lúc đó không có thích, nhưng mà kể từ sau cái cuộc thi á thì mình biết sắp xếp công việc mình hơn, mình tập, mình dành nhiều thời gian, mình sắp xếp công việc mình lại thì mình dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Thì đó đó Đăng rất là Đăng nghĩ là mình phải làm như vậy, bởi vì mình lớn rồi và gia đình mình cũng rất là quan trọng, bởi vì có gia đình mình mới có mình như ngày hôm nay. Rồi từ sau cuộc thi bạn đã trưởng thành như thế nào, kể cả về nghề lẫn cũng như là vị trí của mình nữa. Đăng chỉ nói Đăng trưởng thành thôi, còn về cái nghề với vị trí của mình thì Đăng nghĩ là không có dám nói gì nhiều, tại vì dù gì đi nữa thì mình vẫn đang là một dancer trẻ. Mình Đăng rất là thích biểu diễn, thì Đăng chỉ mong là mình được biểu diễn thật nhiều càng tốt thôi. Trưởng thành hơn gì, chắc là trưởng thành hơn về cái cách, cái lối suy nghĩ về nghề nghiệp của mình, và cái giống như là mình trải nghiệm càng nhiều, mình nhìn thấy càng nhiều thì mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình nhiều hơn. Đối với một nghệ sĩ thì đang cố gắng mỗi ngày mình trau dồi nhảy múa nhiều hơn nữa, và ngay cả biên đạo nữa, thì giống như là cũng rất là may mắn vì có nhiều công ty nó dùng nhiều chương trình mời Đăng về, chẳng hạn như Bước Nhảy Hoàng Vũ Nhí mời Đăng về làm ban giám khảo, tuy là ban giám khảo cho mấy bé thiếu nhi thôi mà trời, và vui lắm, tại nhìn thấy mấy bé thiếu nhi nhảy mình nhiều khi đôi khi mình học được rất là nhiều thứ từ các bé thiếu nhi, bởi vì mỗi con người, mỗi độ tuổi, mỗi cá thể đều có một cái cách nhảy khác nhau, giống như một cách nói chuyện, cách sống khác nhau, và mình nhìn thấy cái đó mình học được rất nhiều thứ. Và mình nhìn thấy một cái thế hệ dancer nhí càng ngày mình càng đi lên thấy vui lắm, tại vì trời, hồi xưa cách đây mấy năm làm gì có vụ này. Đúng rồi. Trời, có mấy cái giải thưởng nhỏ xíu mấy dancer biết với nhau thôi, chứ giờ có đủ hết trơn á. Đúng rồi. Nhìn thấy rất là vui. Bây giờ thì Quang Đăng cũng đang có một cái studio dạy nhảy nữa đúng không? Bây giờ thì có thể là bạn đang tiếp xúc được với rất là nhiều, không chỉ là các em bé qua cái cuộc thi Bước Nhảy Hoàng Vũ Nhí. Bên cạnh đó là những cái học viên tìm đến để nhờ bạn chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là những cái bước nhảy của mình. Thì có thể bạn sẽ nhìn thấy thấp thoáng đâu đó một Quang Đăng giống như là mình mấy năm về trước đúng không? Cũng đang ấp ủ rất là nhiều thứ, cũng đang sống hết mình với đam mê thôi, cũng không có suy nghĩ xa xôi về tương lai. Nhưng bạn cũng đã trải qua cái giai đoạn đó rồi. Thì thường hay là bạn chia sẻ điều gì cho những cái bạn học trò nhỏ của mình đó? Đúng là dạo gần đây á, bởi vì Đăng cũng muốn gọi là mình settle down, có nghĩa là mình gây dựng sự nghiệp ở một cái nơi nào đó, tại vì không thích đi lông bông nữa thì cứ mình đang muốn mở một cái studio, thì bởi vì đang thấy cũng có rất là nhiều bạn yêu thích cái phong cách nhảy của mình, yêu thích cái phong cách biểu diễn của mình và muốn học theo, thì đang mở một cái lớp, nó gọi là tiếng Anh nó kêu là studio á, là phòng tập á, phòng tập nhảy á, giống như studio chụp hình vậy đó. Thì là studio nhảy, dance studio, thì đó là cái nơi đang mở Lan Anh á. Bữa nào rảnh chị anh Thơ tới chơi tham quan không, tới là học thôi chứ không có chơi với tham quan rồi luôn, chơi luôn. Vô mình đang mở cái studio lớn nha. Rồi mấy bạn nào mà muốn vô tập á, thì tối hay có mấy cái lớp thì vô để tập được nhiều, rất là nhiều thể loại. Rồi tại dạo gần đây rất là nhiều bạn thích hip hop nè, các bạn thích jazz nè, các bạn thích múa đương đại. Đăng và cùng với các bạn bè của Đăng là những người đã cùng giống như là cộng sự mà lâu năm với Đăng lắm rồi, trong bước thử thách cùng bước nhảy nè, rồi những bạn dancer đã nhảy với Đăng cũng phải 4-5 năm nay, cùng nhau truyền bá rồi là cái văn hóa nhảy múa cho tới tất cả cái mọi người luôn, để cho người ta càng ngày người ta cái đời sống người ta càng phong phú hơn, văn minh hơn nữa.
Rồi khi mà thấy các bạn lao vào đam mê của mình giống như mình mấy năm về trước á, thì lúc đó mình có chia sẻ ngoài cái chuyện là mình hướng dẫn những cái bước nhảy ra, mình có chia sẻ gì liên quan đến việc làm nghề hay là những cái suy nghĩ về tương lai không? Thường thường nếu riêng lớp của Đăng á, thường thường lớp của Đăng là lúc mà nhảy xong á, lúc mấy bạn đang mệt, mấy bạn đang ngồi nghỉ, thì Đăng đều nói cho mấy bạn, nói chung là đều chia sẻ cho mấy bạn một cái kinh nghiệm và một cái cách suy nghĩ của mình về nghề. Tại vì á, nhảy không phải chỉ là nhảy không, mà phải về cái cách suy nghĩ và cái thái độ và cái cách, cái phong cách nữa, nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cách mình nhảy. Nếu mà một cái bài nhảy mà mình chỉ đưa ra động tác 1 2 3 4 5 6 7 8 thôi á, thì học viên á, mình có thể học, gọi là học viên đó là thợ nhảy, gọi là máy nhảy, không có gọi là, mình không có đưa họ về cái hương, cái phong cách hướng về bạn nghệ sĩ được. Nên nhiều khi mình chỉ người ta động tác xong, mình phải nói cái động tác này ý nghĩa là vậy nè, rồi phải làm vậy nè, mình phải suy nghĩ như vậy lúc mình nhảy nè. Và sau khi mình xong lớp á, thì mình cũng phải là hồi xưa Đăng đã vậy rồi, Đăng có kinh nghiệm vậy nè, rồi mấy bạn phải sau đó mấy bạn phải suy nghĩ như vậy thì mấy bạn mới tiến bộ về cái nhảy múa mình được. Thì Đăng nghĩ lúc sẽ có tới lúc nào đó một dancer chẳng như Đăng hồi xưa, như Đăng hồi xưa cũng là một dancer, đúng vào cái lúc mà đó rồi mình lại thi thử thách cùng bước nhảy, mình cũng nghĩ là thi cho vui nữa. Thì chắc cho tại vì Đăng không nghĩ là Đăng vô sâu tới mức đó. Đăng nghĩ thôi chắc mình vừa phải thôi, chắc vô cùng lắm vô top 100, top 20-30 gì thôi, chắc là xong là được rồi. Tự nhiên vô được tới top 4, cái xong qua cuộc thi đó, không phải bởi vì Đăng vô được top 4 Đăng mới thay đổi cái suy nghĩ, mà qua cuộc thi đó tự nhiên mình nhìn thấy những dancer đồng lứa với mình và họ cố gắng tới mức nào, và Đăng nhìn thấy rất là nhiều thứ từ trong cuộc thi. Và sau cuộc thi Đăng đã nghiệm lại rất là nhiều và Đăng quyết định ok, mình đi theo nghề này luôn. Đó là một cái chia sẻ rất là thú vị, đúng không? Thời gian gần đây thì thấy là Quang Đăng cũng bắt đầu là được rất là nhiều ca sĩ cũng bắt đầu để ý nè, chọn mặt gửi vàng để mà mời tham gia vào trong những cái MV âm nhạc của mình. Vì lợi thế là mình vừa một dancer nhảy rất là đẹp, bên cạnh đó là một anh chàng rất là trẻ trung rồi cũng đẹp trai như vậy. Dạ rồi. Thành ra cho nên là bạn có rất là nhiều lợi thế. Thì bạn có thử mình lên một cái hướng đi xa xôi hơn cho tương lai, là bên cạnh cái việc mình vẫn tập trung làm dancer rồi vẫn tập trung cho cái studio, dance studio của mình? Thật ra đúng là cũng có. Tại cũng lâu rồi, hồi xưa tới giờ thì Đăng cũng biên đạo cho nhiều ca sĩ, chẳng hạn như Hồ Vĩnh Khoa nè, Hải Băng, rồi Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, cũng nhiều lắm. Rồi gần đây nhất là Vũ Cát Tường, là Yêu Xa, đúng rồi. Đó là MV Yêu Xa. Rồi cũng ngoài ra Đăng cũng thử sức nhiều một vài cái lĩnh vực khác, chẳng hạn như là người mẫu nè, diễn viên. Đăng cũng có tham gia một bộ phim truyền hình, rồi đang rất là mong muốn tham gia bộ phim điện ảnh mà chưa có dịp, chưa có duyên với điện ảnh. Là bây giờ bắt đầu nhớ lại cái bộ phim mà nhờ bộ phim đó mà mang mình đến với bộ môn này, đúng không? Nên cũng đang rất là cố gắng, mình phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Trước mắt là trong cái độ tuổi 20 của Đăng á, độ 20 tới 30 của Đăng thì Đăng rất là muốn nhảy cho nó thỏa hết sức mình và biểu diễn. Nhưng mà sau 30 thì Đăng nghĩ là mình sẽ bắt đầu mình suy nghĩ hơn, xa hơn, và chẳng hạn như biên đạo hay đạo diễn. Đăng rất là mong muốn, mình miễn sau nghề làm nghề gì cũng được, miễn liên quan tới nhạc thôi. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang xa xa, để ngày nào đó. Thật ra thì Thơ nghĩ là đôi khi mình không cần phải suy nghĩ hay là lên kế hoạch quá xa, chỉ cần là mình cứ làm hết mình ở cái thời điểm hiện tại thì từ từ mọi thứ nó cũng sẽ đến. Và dựa vào cái việc là mình đã luôn cố gắng hết mình đó thì tất nhiên là những cái cơ hội đó thì mình sẽ không buộc ra khỏi tầm tay của mình. Hy vọng là trong thời gian tới đây sẽ được gặp Quang Đăng ở nhiều lĩnh vực khác nữa, chứ không chỉ là một dancer như là từ trước tới bây giờ. Ngày hôm nay một lần nữa thì cảm ơn Quang Đăng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình. Và chúc bạn sẽ gặt hái được thật là nhiều thành công ở lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi, cũng như là sẽ có thật là nhiều những cơ hội để mà tiếp cận được với những cái công việc mà bạn cũng đang mong muốn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Quang Đăng xin cảm ơn chị Anh Thơ rất là nhiều, và Quang Đăng xin cảm ơn các quý vị khán giả đã xem đài truyền hình Vĩnh Long đã lắng nghe cái cuộc trò chuyện này giữa Đăng với Anh Thơ, và hy vọng là Quang Đăng sẽ gặp các bạn khán giả ở một chương trình gần nhất. Vâng, cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.